Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em làm câu hỏi 1, mục 2 La Mã, trang 23, sách giáo khoa khoa học tự nhiên 6 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống nhé. Câu hỏi của chúng ta như sau này. Muốn đo thời gian thực hiện các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và các sự kiện thể thao, người ta thường sử dụng loại đồng hồ nào và tại sao? Như chúng ta đã biết, có rất nhiều loại đồng hồ mà ta có thể sử dụng trong đời sống, ví dụ như đồng hồ quả lắc, đồng hồ đeo tay, đồng hồ bấm dây, đồng hồ điện tử, vân vân. Và ở trong các phòng thí nghiệm thì người ta thường sử dụng đồng hồ bấm dây, hay ở các sự kiện thể thao cũng vậy, người ta thường sử dụng đồng hồ bấm dây để có thể đo được thời gian. Bởi vì sao? Vì chiếc đồng hồ bấm dây này có một ưu điểm và cũng là chức năng của nó luôn, là xác định thời gian diễn ra một hoạt động, một sự kiện nào đó trong một khoảng thời gian ngắn. Vậy, ở câu số 1 chúng ta sẽ trả lời như sau. Muốn đo thời gian thực hiện các thí nghiệm. Muốn đo thời gian thực hiện các thí nghiệm. Thí nghiệm này chúng ta thực hiện trong phòng thí nghiệm đúng không nào? Trong phòng thí nghiệm. Hay là các sự kiện thể thao. Thì chúng ta thường sử dụng đồng hồ bấm dây. Sử dụng đồng hồ bấm dây. Lý do mà chúng ta sử dụng đồng hồ bấm dây đó là vì đồng hồ bấm dây có chức năng xác định thời gian của một hoạt động hay một sự kiện nào đó trong khoảng thời gian ngắn. Vì đồng hồ bấm dây có chức năng xác định thời gian diễn ra một hoạt động, ví dụ như là thí nghiệm hay một sự kiện nào đó. Ví dụ như là các sự kiện thể thao như thi chạy chẳng hạn. Trong khoảng thời gian ngắn. Vậy là cô và các em đã hoàn thành xong câu hỏi 1, mục 2 La Mã, trang 23, sách giáo khoa khoa học tự nhiên 6 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống rồi. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong những video bài giảng tiếp theo.